Và chắc có lẽ bây giờ Đà Nẵng rất là hồi hộp phải không ạ? Ngay bây giờ hãy đi tìm nhà diễn viên xuất sắc năm 2018 cùng với Dương Tiên, Trần Thị Trang Kiêu. Và mình cũng rất là hồi hộp. Tuy nhiên là cái không khí mà mình mang lại sau đây có hơi phần khác biệt một chút. Và hy vọng mọi người vẫn có thể tận hưởng được 10 phút sau đây ha. Vào một ngày đẹp trời, khi đang dạo chơi trong rừng, tôi tình cờ phát hiện một bộ máy đã cũ. Kiểu dáng của bộ máy này khá lạ mắt, tôi chưa từng thấy bao giờ. Với bản tính tò mò và thích khám phá, tôi liền mở cửa bước vào bên trong bộ máy để xem thử. Trong lúc bất cẩn, tôi lỡ tay ấn vào một chiếc nút và bộ máy bất ngờ rung lên và xoay nhanh đến mức xung quanh tôi chỉ còn một màu trắng xóa. Đó của tôi hết sức là choáng váng, tôi đổ chân nắp của bộ máy. Một lát sau, bộ máy dừng lại. Từ không gian trắng xóa, tôi thấy mọi thứ tối đen như mực. Tôi đang ở nhau. Xung quanh tôi chẳng có gì cả. Tôi không biết mình đang ở thời gian nào hay không gian nào. Và bỗng nhiên, bang, vũ trụ xuất hiện. Ánh mắt của tôi bất chợt thấy con số 13,7 triệu năm trên màn bản điện tử điều khiển của bộ máy. Chẳng lẽ đây là bộ máy thời gian mà tôi đang ở những khoảnh khắc đầu tiên của việc hình thành nên vũ trụ? Khi lướt nhìn qua cánh cửa của bộ máy, tôi thấy đám mây bụi mờ. Và bên tôi thấy những ngôi sao đầu tiên: một ông sao sáng, hai ông sáng sao, ba ông sao sáng. Và tôi thấy hàng triệu ngôi sao sáng khác trên bầu trời vũ trụ. Ôi, quả là một cảnh tượng đẹp diệu kỳ. Trong lúc trướng người để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của khoảnh khắc hình thành nên vũ trụ, tôi đã lỡ tay ấn vào một chiếc nút. Và rồi chiếc máy lại rung lên và bùng, là một màu trắng xóa. Đó, tôi lại choáng váng và lại xoay vòng trong khoảnh khắc nửa mê nửa tỉnh. Tôi nhận ra mình đã trôi dạt vào một phương trời mới. Ném đi cảm giác sợ hãi và bất ngờ, tôi thoáng thấy bóng dáng của một người phụ nữ có mái tóc đen tuyền rối bung, mặt trắng bệch, đôi mắt tràn lệ đỏ hoe. Trên tay đang bọc một em bé sơ sinh nhỏ xíu, da nhăn nheo, mắt nhắm kín, bất động. Xung quanh còn có một vài bác sĩ và y tá, ai cũng có vẻ mặt u. Kiểu nhận ra sự việc sau lần vượt cạn, bác sĩ đã không cứu được đứa bé. Và khi nhận ra những sự việc, người phụ nữ ấy liền chạy đến bên con và ôm con vào lòng bằng tất cả tình yêu thương của người mẹ. Người phụ nữ ấy đã cất tiếng ru hời: Hãy ngồi
xúc đi. Con. Người phụ nữ ấy và hôn đứa con mình vào lòng và ngân nga lời hát ru mà bất cứ người mẹ nào trên thế gian cũng mong sẽ có dịp ru con mình. Nhưng bây giờ làm sao đây? Bác sĩ đã báo cho bà một tin quá dữ. Bà không thể tin, bà chưa kịp tin, mà con bà chưa kịp nhìn thấy nhau mà. Và đây là điều không thể. Mà cứ thế mà ru, cứ thế mà ôm, mặc cho mọi người xung quanh đã cho rằng con bà đã vô phương cứu chữa. Với những một điều kỳ diệu, ánh mắt của người mẹ hòa chan với lời ru thánh thiết và tình yêu thương vô bờ bến đã sưởi ấm đứa trẻ sơ sinh dường như vừa mới chào đời, đã chuẩn bị tạm biệt cuộc đời, đã trở lại cuộc sống theo một cách hết sức là màu nhiệm. Nhận thấy nét mặt của người phụ nữ ấy chính là mẹ của tôi, và đứa trẻ mà đang bồng trên tay không ai khác chính là tôi. Nhận thấy mẹ qua ô cửa kính của cổ máy, tôi biết rằng mẹ đã được cổ máy trở về tại thời điểm tôi còn là một đứa trẻ sơ sinh. Nhận thấy mẹ có cảm thật màu, cảm thấy quá xúc động và bất ngờ, tôi liền tay đập mạnh vào cổ máy, vừa đập vừa la lên: mẹ ơi, mẹ ơi! Và trong rất đập loạn xạ, tôi đã không biết mình đã đập trúng điểm nhất gì, và thế là cổ máy đã rung lắc lên màu trắng xóa. Tôi và bạn, chúng ta đều giống như những đóa hồng này, đều rất đẹp, rất lung linh. Chúng ta đều giữa và có mặt trên thế gian này theo những cách khác nhau. Tuy nhiên, chúng ta rất đặc biệt. Chúng ta là duy nhất. Nhưng điều gì khiến cho bạn đặc biệt, bạn có biết không? Đôi khi trong cuộc sống, đối xử bạn theo những cách hết sức là khắc nghiệt, nó sẽ tắt những cái ho của bạn. Và vứt bạn vào sọ khác một cách không hề thương tiếc. Và khi bạn gục ngã và tổn thương, thật khó để cảm thấy mình đặc biệt. Cổ máy đã chở tôi về thời điểm cách đây 2 năm. Có thể nói lúc đó tôi là một kẻ thất bại chứ không mắc phán xét của người thân, gia đình, bạn bè và hàng xóm. Đơn giản vì tôi là một người nghiệp. Tôi làm nộp đơn xin nghỉ việc, từ bỏ tấm bằng thạc sĩ của mình, từ bỏ công việc là một giảng viên của trường đại học để làm thân. Có thể nói lúc đó là thời gian tôi mất phương hướng. Người ta nói khi cánh cửa này đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra, nhưng tại thời điểm đó tôi không biết mình sẽ mở cánh cửa nào, mà điều đơn giản cần phải đóng cánh cửa giảng viên lại trước đã. Tôi thấy hình dáng của một người thân của mình chỉ ra mặt tôi và nói: bà xem lại cuộc đời của bà đi, không tiền, không tình, không sự nghiệp, không tương lai. Dẫu biết người ta có những lời nói như thế vì lo cho mình, nhưng khóe mắt tôi vẫn cay và niềm nỗi đau là có thật. Chỉ riêng mình mẹ đến lặng, và bà nói với tôi một câu với tất cả tình yêu thương: hãy lắng nghe con tim mình, và nó sẽ dẫn con đến nơi mà con cũng thuộc về. Mẹ rất lo cho con, nhưng mẹ ủng hộ mọi quyết định của con.
cho nó của mẹ lần này chẳng khác là nào như lời ru của mẹ năm xưa, đã tiếp thêm một sinh khí cho tôi để tôi có thể tiếp tục tự tin bước trên con đường mình đã chọn. Và khi bạn mong thật sự mong muốn một điều gì, cả vũ trụ sẽ hợp lực lại để giúp bạn đạt được điều đó. Từ chỗ không biết mình sẽ làm gì, tôi đã nhìn lại mình, những điểm mạnh và kinh nghiệm mình có được để có thể giúp đỡ những người khác đạt được mục tiêu tiếng Anh của họ thông qua việc mở một cơ sở tiếng Anh. Và đã có nhiều người biết tôi, đến tôi hơn, và cũng có nhiều học viên tìm đến học. Những học viên tìm đến học với tôi đều trân trọng họ và sẵn sàng đồng hành cùng họ trên hành trình chinh phục tiếng Anh với tất cả tình yêu thương và sự tận tụy. Đã có những dấu hiệu cho thấy tôi đang đi đúng hướng, tuy chẳng có điều gì to tát, nhưng ít nhất tôi đã dám từ bỏ và hồi sinh một lần nữa. Thế giới này rất mênh mông, bao la, rộng lớn, có nhiều nơi để bạn có thể đi để khám phá và để lại dấu ấn. Bạn cứ đi, hãy cứ khám phá. Nhưng mỗi khi bạn gục ngã và mệt mỏi, hãy quay về với cội nguồn của mình, vì bạn chỉ có một nơi duy nhất để quay về. Và khi ấy, bạn lại là một ngôi sao sáng trên bầu trời vũ trụ. Bạn hoàn toàn có thể tỏa sáng theo cách của mình. Let's shine your way. Thank you. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của chị Trang Châu. Và quý vị ơi, chúng ta có thể thấy là nếu như lúc nãy chúng ta có những trận cười giòn giả, cảm xúc của chúng ta cuộn theo dòng chảy cuồn cuộn như vậy, thì bây giờ chúng ta với phần chia sẻ của chị Trang Châu, chúng ta lại lắng lòng lại, chúng ta mặc cảm xúc chúng ta nhẹ nhàng, êm ả, từ từ, phải không ạ? Và như bây giờ chỉ có một câu mà My muốn dặn cho Trang Châu, đó là những gì xuất phát từ trái tim sẽ cảm hóa trái tim. Còn một lần nữa, một tràng vỗ tay cho Trang Châu. Lúc này đến giờ cô My có để ý về thành phần ban giám khảo của mình. Anh Nhân ơi, chắc là anh Nhân chú tâm rất là nhiều. Vâng, và chú tâm rất là nhiều tới chị Trang Châu, phải không ạ? Vâng, và chắc có lẽ anh Tâm sẽ, anh Nhân sẽ dành những lời chia sẻ từ tận đáy lòng dành cho Trang Châu. Xin mời anh. So với những bạn đã được thì về cái phần chuẩn bị của Trang Châu á, thì cái thời gian chuẩn bị của Trang Châu là có một cái nó ngắn hơn rất là nhiều, vì có một cái khó khăn trong quá trình chuẩn bị của nước Đà Nẵng. Tuy nhiên thì mình thấy sau khi mình nghe cái bài chuyển thể của Trang Châu thì nó kéo mình về một cái thời mà mình cũng đã có những cảm xúc giống như Trang Châu. Mình đã gặp những cái chuyện trong quá khứ, những cái chuyện mà mình gặp những sự cố, mình từ bỏ để rồi mình dẫn thân vào những cái mới. Thì Trang Châu nó lôi cuốn cái cảm xúc của mình, kéo mình liên tục dồn về những cảm xúc mình đang rất là lắng đồng hiện tại. Và mình xin chúc mừng Trang Châu đã có một cái bài diễn được thực sự là tuyệt vời. Cảm ơn Trang Châu. Xin đồng ý với ý kiến của anh Nhân. Và không chỉ riêng anh Nhân đâu ạ, ngay cả thầy, bởi vì sao ạ? Trong lúc mà chị Trang Châu với phần trực diễn mà người mẹ mất con ấy, thì ông My cảm thấy là thầy cảm nhận về nỗi đau của mẹ thầy. Và thầy cũng đã có rưng rướt nước mắt, hơi cảm động trong lòng. Và ông My để ý là tất cả các chúng tôi ở đây, mà một vài anh chị ở trên phía bàn này cũng đã rưng rướt nước mắt rồi ạ. Và đó là sự thành công của chị Trang Châu ngày hôm nay.